BBN xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay em lại tiếp tục làm một video để chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái cách gọi là diệt sâu bọ, hay là gọi là cái con quấn ná, sâu quấn ná đấy. Hay nhiều khi có những con dệt trắng, đặc biệt là những cây xanh, thì đặc biệt là những cây xanh hay là những cây lộc vừng, hay có những con gọi là bọ quấn ná mà giống như con bọ cạp các bác nhá, màu đen. Thì đặc biệt những cái mùa này là mùa thu này, mình cắt lá, mình hay bỏ lá đi để cho nó ra một nứa lá khác, nó lên lộc, thì bị những con bọ này, con sâu này nó sẽ quấn ná và làm hỏng cái cây của mình vì nó hút nhựa. Thì hôm nay em sẽ làm một video này để chỉ cho bác một cái cách, đó là mình sẽ dùng một loại như này đây, bình xịt muỗi, mình xịt lên cái cây như vậy thì nó sẽ tiêu diệt được những con sâu bọ như thế nhá, và sẽ bảo đảm cho cái cây mình khỏe, lên lá xanh và non. Thì nhiều trường hợp có các bác hãy dùng loại nó là thuốc sâu để phun. Nhưng đối với những cái vườn lớn thôi, vườn rộng, những cây xanh nhiều hay bị sâu đấy thì mình dùng thuốc sâu, nhưng mà phun thuốc sâu nó độc hơn, loại này thì nó hiệu quả hơn mà nó ít độc hơn là thuốc sâu. Thì mà dùng cái loại thì mình sẽ tiêu diệt được nhiều thứ luôn, sâu bọ rồi là gián, kiến, muỗi đấy. Em cũng hay dùng loại này, và đặc biệt là nhiều bác nên trên Face hỏi là tiêu diệt cái bọ quấn ná như thế nào, nó giống như một cái con bọ cạp đấy. Thì hôm nay em làm một video để giới thiệu cho các bác về cách để mình làm, mình tiêu diệt những cái con sâu bọ như thế, nhất là cái mùa thu này mình chút lá, làm cho nó hỏng lá các bác nhá. Đấy, để mình đảm bảo rằng là mình sẽ làm cho cây lên lộc xanh và tốt, nó không bị sâu quấn ná làm hỏng. Rồi, hôm nay em sẽ dùng cái này để chỉ dẫn cho các bác, để các bác sử dụng. Mình có thể phun trực tiếp lên nhá. Đấy, rồi các bác xem em làm nhá. Thì đây là một cái lọ thuốc xịt muỗi này các bác nhá. Đây, thuốc xịt muỗi này, em mới mua về này. Bóc này này, và giờ em sẽ phun vào cái cây mình mới cắt lá quá nhá. Thì ví dụ đây là một cái cây xanh này các bác này, đây em cũng mới cắt được một khoảng thời gian rồi, đây các bác nhìn không, những cái con sâu mà nó quấn lá nó sẽ làm hỏng lá như thế này, đây đây này. Thì mấy hôm trước là em chưa có thuốc, cắt xong em bỏ nên là không phun ngay, nên là nó bị cuốn lá và nó làm hỏng lá như này, nó sẽ bị sun ạ. Các bác nhìn không? Sun ạ. Làm hỏng lá rất nhiều luôn. Vì nó sẽ làm mất thẩm mỹ. Đây, ví dụ như cái này. Đây xem bác này. Đây. Đây, ở trong này nó sẽ có những con sâu cuốn lá đây. Thì em sẽ bắt cho các bác xem, nó trong này rất nhiều luôn, đẻ trứng. Thì đấy, mình sẽ phun thuốc và tiêu diệt luôn cái bọn sâu cuốn lá này các bác nhé. Và đây em sẽ dùng cái bình xịt muỗi này phun. Thì các bác phun nhớ là đứng xuôi theo chiều gió các bác nhé, không để tránh nó bay vào người. Vì là các bác phun thuốc sâu thế thôi, thì mình nên đứng tránh chiều gió, nó đỡ bay vào người và đỡ gây độc hại cho con người mình nhé. Đây em sẽ phun như này. Đấy, con nhìn thấy không? Đây, đấy. Nó sẽ bay ngược lại. Đấy. Đây các bác nhìn này, phun ướt hơn cả lá này. Đấy, cái lá nó sẽ ướt lên này. Đấy, thì những con sâu cuốn lá này hoặc là những con dẹp nó sẽ chết, thì mình sẽ đảm bảo được cái cây của mình ra lộc non đẹp. Đặc biệt đây, những cái cây này em cũng mới cắt này. Đấy, đây các bác nhá, mình phun như này này.
kể như là những con sâu nó mới ra đấy, nó cũng có thể làm tổ rồi. Thì mình phun trực tiếp luôn, phun trước thì nó sẽ không làm hỏng cái cây của mình. Đây rất là nhiều cây em đã mới cắt tỉa đấy. Những cây sung này cũng thế thôi. Và mùa này nó dẹp rất nhiều quá nhá. Mình cắt lá xong sẽ ra dẹp rất nhiều luôn. Mình cũng phun như này này, đấy. Đấy, có gì được không? Thuốc sẽ ngấm vào cái thân cây này. Mình phun này không sợ hỏng mầm nữa quá nhá. Mầm nó sẽ không hỏng được, vẫn lên bình thường. Và sẽ tiêu diệt được sâu bọ, đặc biệt những cái con sâu cuốn lá rất nhiều luôn. Đây, những cái cây xanh này thấy em mới làm. Đây, những cái xanh đây, em cũng phun như này. Đấy. Phun như vậy thì bảo đảm luôn. Thì đây các bác nhá, đây này, em đã bắt được một cái đấy, cắt một cái tay của lục vừng này các bác nhìn thấy không? Đây, những cái con sâu này, cuồn lá đây, nó giống như con bọ cạp luôn này. Đấy, trong này rất nhiều luôn. Đấy, các bác nhìn thấy không? Rất ghê này. Giống như con bọ cạp. Thì cái dòng này nó bay được các bác nhá. Nó có thể bay được. Bay từ cây nọ sang cây kia được. Đấy. Nhìn ghê không? Đó, ngoe nguẩy ngoe nguẩy, nhìn rất sợ luôn. Đây thì một trong số những cái nguyên nhân gọi là dẫn đến những cái lá lộc non nó ra nó bị hỏng này các bạn này. Đấy, ăn rỗ hết luôn. Đây là những cái con như vậy, bọ cuốn lá đây, giống như con bò cạp màu đen. Thì mình dùng thuốc như vậy mình xịt lên thì nó sẽ chết hết, nhất là những cái lá nó cuốn vào nó đẻ rất nhiều trứng thôi nhá. Đấy, một cái cành này thôi mà rất nhiều luôn này. Đấy. Các bác nhìn thấy không? Giống như bò cạp. Rất nhiều. Đấy, một cái tay của cây lộc vừng mà em cắt ra, này nó bò lồm nhồm này. Thì đây các bác dùng thuốc các bác xịt vào nó sẽ chết nhá. Cái giống này nó bay được. Và giờ em sẽ xịt cho nó chết hết luôn, không để nó sống, nguy hiểm quá. Nhảy ra bỏ sợ, trông như người ngoài hành tinh các bạn đấy. Chết. Đấy, sẽ chết luôn các bác nhá. Đấy, cò rúm gió chết luôn. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đấy. Không sống đâu. Xịt phát chết luôn các bác nhá. Đấy. Đây. Bò ra ngoài cũng phải chết. Đấy, cò rúm luôn. Đấy, con nó bay được ra xa cũng chết. Thuốc xịt muỗi này nó rất là mạnh luôn, trị côn trùng. Đấy, và bây giờ em sẽ đi xịt ở các cây. Đấy, đặc biệt là nó hay bậu ở phía dưới lá các bác nhé. Để bác xịt ngược lên nó sẽ chết. Đấy, nằm ở dưới lá này chết hết luôn, nhìn rất ghê. Rồi, giờ em sẽ đi xịt các cây để bảo đảm cho cái cây của mình. Và đây các bác nhá, đây là một cây lục vừng này. Thì đây, các bác cũng để ý đây. Đây, cây này hôm trước em cũng chưa phun này. Đấy, thì nó cũng ăn hỏng lá luôn. Đấy, các bác nhìn thấy không? Lá này ăn rỗ luôn. Đấy, thì đặc biệt đây là những cái bệnh của con sâu cuốn lá, nó gây hại. Right.
dòng lục vừng này cũng hay bị những con đấy, nó giống như một con bò cạp con màu đen. Đây thì mình sẽ dùng thuốc như này, mình phun đấy. Các bạn nhìn thấy không? Ướt hết cả lá này. Đấy, phun thuốc nó sẽ lên bề mặt của lá, không sợ hỏng lá các bạn nhé, mà sẽ tiêu diệt được những cái con sâu bệnh. Đó. Đây là cây lục vừng. Thì đây các bạn nhé, đây là một cây tùng này. Thì em cũng làm một video với cây này rồi, cắt và nó ra lộc. Thì lúc này là ra lộc coi nhá. Thì đặc biệt lúc này là sâu bệnh nó sẽ ăn và bám vào rất nhiều luôn. Đặc biệt là dẹp, dẹp trắng ấy, nó sẽ làm hỏng những cái lộc lon này. Thì mình sẽ phun thuốc vào, mình điều trị luôn. Dòng tùng này nó hay bị dẹp các bác nhá. Nếu mà mình không điều trị thì dẹp sẽ bám vào rất nhiều luôn. Đấy. Thì mình sẽ xịt. Đấy. Xịt một lượt luôn. Hôm nay thì nó hơi gió các bạn, nó xịt nó hơi bay. Nên là các bác, đây là em làm video hướng dẫn cho các bác thôi. Đặc biệt các bác mới chơi, nếu mà các bác phun thì chọn cái hôm nào ít gió nhé, mình xịt đỡ sẽ bay lung tung. Thì cả phun thuốc sâu đúng không, chọn lựa những ngày gọi là ít gió mình xịt. Thì đây em gọi là quay video hướng dẫn các bác. Đấy, nhìn này, mình xịt kể cả dưới này, từ dưới lên nó sẽ tiêu diệt cái dẹp nhé, sẽ không hỏng lá. Còn dùng tùng này là dẹp trắng rất nhiều luôn này. Đấy, gió nó thổi bay. Em sẽ sang một cây khác. Đây nữa, đây là một cây dâm bụt, dâm bụt ta các bác nhé. Đây, thì đây những dòng này nó hay bị dẹp đấy con này. Đấy, dẹp trắng này. Đây, các bác nhìn không? Dẹp trắng, nó sẽ bám vào cái những lá này và sẽ làm cho cây không phát triển được, hút nhựa của cây. Đốm đốm trắng này bác này. Đấy. Thì cái dòng dâm bụt này hay bị lắm nhá. Nó sẽ hút hết nhựa của cây và làm cây không phát triển được, sẽ teo tóp và dẫn đến chết tay cành. Thì mình sẽ dùng cái loại thuốc xịt muỗi như vậy. Đây. Thuốc xịt muỗi như này. Mình xịt vào. Đặc biệt là xịt ngược này các bạn này, ngược lá này, từ dưới lên này, thì những con sâu nó trú ẩn ở dưới nó không thoát được. Đấy, mình xịt ngược lên và đứng ngược gió các bạn nhé, à, xuôi gió. Đó, chết hết luôn, bảo đảm luôn các bạn nhé. Bất kể một cây nào này thôi, có những sâu bọ dẹp thì mình dùng loại này. Nếu mà nhà mình gọi là vườn nhỏ, ít cây thì mình dùng cái bình xịt như vậy. Còn nếu mà vườn lớn thì các bác nên dùng thuốc sâu, pha với nhiều lượng đủ, mình phun rộng để bảo đảm cho cây phát triển, không bị sâu bệnh. Thì đây là một trong những cái cách gọi là em hướng dẫn cho các bác, để bảo các bác, nhất là các bác mới chơi cây, chưa biết gì về cách trị bệnh hay là phòng ngừa. Thì đây là một cái video để em giới thiệu cho các bác làm sao mình làm để có hiệu quả, tiêu diệt hết những con sâu bệnh để làm hỏng cái cây cảnh yêu quý của mình. Những cái cây mình mất công thời gian mình làm thì mình phải chăm sóc và đảm bảo cho cây nên sống khỏe.
thì do nhiều bác nên có hỏi và nói là không biết tiêu diệt những con sâu cuốn lá đấy như thế nào, làm thế nào. Thì hôm nay em làm một video để giới thiệu cho các bác nhé. Và video này em xin kết thúc tại đây. Chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé. Nếu thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, bấm chuông, bấm like ủng hộ em nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều.